Truyện Tốt Tốt Chăng, Cô Bé Bên Cửa Sổ, chương 9. Chuyện Năm Thứ Hai Của Em Ở Tomoe. Những chiếc lá xanh non đã mọc ở trên các cây ở sân trường và trong các luống hoa. Các loài hoa đang tranh nhau đua nở. Hoa nghệ tây, hoa thủy thiên vàng, hoa băng xê nghiêng nghiêng như muốn nói chào các bạn học sinh. Và các hoa tulip thì ngẩng cao như muốn vươn lên mãi. Những nụ hoa anh đào rung rinh trong gió nhẹ như chờ đợi sẵn, hễ có lệnh là nở rộ để khoe sắc, khoe hương. Trong cái bồn rửa chân nhỏ hình vuông làm bằng bê tông ở cạnh hồ bơi, những chú cá mắt lồi đen, theo sau là tất cả đám cá vàng cứ lắc lắc mình và bắt đầu bơi tung tăng. Vì cảnh vật đều ống ả, xanh tươi, sống động nên ai cũng biết là chẳng cần phải nói mùa xuân đã đến rồi. Thấm thoát đã đúng một năm kể từ cái buổi sáng đầu tiên Tốt Tốt Chăng đến trường Tomoe Gakuen với mẹ. Em ngạc nhiên khi nhìn thấy một cái cổng mọc lên và rất phấn khởi thấy những lớp học trong một đoàn tàu. Đến nỗi em nhảy cẩn lên và tin chắc chắn rằng Sosaku Kobayashi, thầy hiệu trưởng, là bạn của em. Bây giờ, Tốt Tốt Chăng và các bạn em đều vui mừng trong chỗ đứng mới của mình là học sinh lớp 2. Trong khi các học sinh lớp 1 mới bước vào nhìn quanh, bỡ ngỡ hệt như Tốt Tốt Chăng và các bạn của em ngày nào. Đó là một năm đầy sự kiện đối với Tốt Tốt Chăng, và em đã chăm chăm trông ngóng từng buổi sáng một. Em vẫn thích các nhạc sĩ hát rong, nhưng em đã học được nhiều, rất nhiều điều thêm nữa xung quanh mình. Cô gái bé nhỏ bị đuổi vì đã gây nhiều phiền nhiễu qua trong lớp, nay đã lớn lên thành một đứa trẻ xứng đáng với trường Tomoe. Một vài bậc cha mẹ từng có những mối nghi ngại về cách giáo dục ở Tomoe. Thậm chí, đến cả bố mẹ Tốt Tốt Chăng cũng có lúc băn khoăn không hiểu chủ trương của trường có đúng hướng hay không. Trong số các bậc cha mẹ nghi ngại phương pháp giáo dục của ông Kobayashi và đánh giá nó một cách hời hợt bề ngoài, chỉ căn cứ vào những điều họ trông thấy, có một vài người đâm ra lo sợ để con học trường này, lo sợ đến mức phải tìm cách chuyển con đi nơi khác. Nhưng bản thân các em lại không muốn rời trường Tomoe và khóc. Cũng may, lớp của Tốt Tốt Chăng không có ai chuyển đi đâu cả. Nhưng ở lớp trên có một cậu nước mắt cứ rơi lã chả. Hai tay cậu ta cứ đập mãi vào lưng thầy hiệu trưởng cho hả cơn ấm ức, và cái vẫy chỗ đầu gối bị xước cứ rung lên. Mắt thầy hiệu trưởng cũng đỏ hoe. Cuối cùng, cậu học sinh đã bị bố mẹ dẫn đi. Trong khi đó, cậu ta vẫn quay lại thầy hiệu trưởng và vẫy chào mãi. Nhưng những chuyện đáng buồn như thế cũng không nhiều. Tốt Tốt Chăng bây giờ đã là học sinh lớp 2 và hàng ngày còn có bao nhiêu điều bất ngờ xảy ra. Vui có, buồn có. Đến lúc này, cặp sách của Tốt Tốt Chăng đã rất quen với cái lưng của em rồi. Chuyện Hồ Thiên Nga. Tốt Tốt Chăng được dẫn tới hội trường Hibiga để xem vở ballet Hồ Thiên Nga. Bố đập tấu violon cùng với một dàn nhạc có trình độ diễn xuất rất tốt. Đây là lần đầu tiên em được xem một vở ballet. Nữ chú Thiên Nga đội mũ miền ống ánh rất xinh và nhảy múa rất nhẹ nhàng như một con Thiên Nga thật. Hay ít nhất, đối với Tốt Tốt Chăng là như thế. Hoàng tử yêu nữ chú Thiên Nga và không chú ý những thứ khác. Cuối cùng, cả hai nhảy múa thật uyển chuyển. Cả âm nhạc cũng để lại một ấn tượng sâu sắc cho Tốt Tốt Chăng. Khi về nhà rồi, em vẫn nghĩ miên man về vở múa. Hôm sau, khi em thức dậy, chưa chải đầu, em đã đi thẳng xuống bếp nói với mẹ và nói: "Mẹ ơi, con chẳng muốn làm tình báo hay ca sĩ hát rong hay người bán vé nữa đâu. Con sẽ là vũ nữ ballet và múa Hồ Thiên Nga mẹ." Đây là lần đầu tiên em được xem ballet, nhưng em đã nghe thầy hiệu trưởng nói nhiều về Isadora Duncan, một người phụ nữ Mỹ múa rất đẹp. Cũng như ông Kobayashi, Isadora Duncan chịu nhiều ảnh hưởng của Dan Grohl. Thầy hiệu trưởng mà em rất kính phục đã quý Isadora Duncan đến thế, cho nên mặc dù chưa xem bà múa bao giờ, em vẫn cảm thấy như đã quen biết bà. Và như thế, đối với Tốt Tốt Chăng, múa cũng không phải là một điều gì khác thường. Tình cờ một người bạn của ông Kobayashi đến dạy môn thể dục nghệ thuật ở trường Tomoe lại có một phòng múa ở gần đấy. Mẹ đã bố trí để Tốt Tốt Chăng học múa ở phòng của ông sau giờ học. Mẹ không bao giờ bảo Tốt Tốt Chăng phải làm cái này, phải làm cái kia.
Nhưng khi em muốn làm một điều gì đó, bà thường đồng ý, không hỏi han nhiều, bà thường tiến hành sắp xếp mọi việc. Tôi tự chẳng bắt đầu học múa và mong sao cho chóng đến ngày có thể múa được Hồ Thiên Nga. Nhưng thầy giáo lại có phương pháp riêng của ông. Ngoài môn thể dục nghệ thuật mà các em học ở Tomoe, ông thường luyện cho các em đi nhẹ nhàng thong thả theo nhạc dương cầm hay kèn hát. Vừa đi, vừa tự nhắc một câu, hãy chiếu sáng lên đỉnh núi, trích từ câu kinh, hãy làm cho tâm hồn tôi được trong sạch. Ôi, hãy chiếu sáng lên đỉnh núi mà những người hành hương hay tụng niệm khi họ leo lên núi Phú Sĩ. Bỗng nhiên thầy giáo hô to, đứng vào tư thế. Và các học sinh phải đứng vào tư thế tự nghĩ ra. Thầy cũng ở tư thế riêng với tiếng hô gợi cảm a, và đứng ở tư thế nhìn lên trời, hay đôi khi ở tư thế người đau khổ phủ phục xuống, hai tay ôm đầu. Tuy nhiên, hình ảnh mà Tốt Tờ Trang ấp ủ trong lòng lại là hình ảnh con Thiên Nga đội mũ miền óng ánh, mặc bộ áo trắng gấu xếp nếp. Đó không phải là hãy chiếu sáng lên đỉnh núi hay là a. Một hôm, Tốt Tờ Trang lấy hết can đảm đi đến chỗ thầy giáo. Mặc dù là đàn ông, tóc ông quăng và để tóc cắt ngắn ngang trán, Tốt Tờ Trang duỗi hai tay ra, vẫy vẫy như đuôi cánh Thiên Nga rồi hỏi, thưa thầy, chúng em sẽ không bao giờ múa như thế này sao? Thầy giáo là một người rất đẹp, mắt to, tròn, mũi cao. Thầy nói, ở đây chúng ta không múa kiểu ấy. Sau đó, Tốt Tô Trăng không đến phòng múa của thầy nữa. Thật ra, em thích nhảy múa chân không, không dùng dạy múa ba lê và theo các tư thế em tự nghĩ ra. Nhưng xét cho cùng, sao mà em lại thích đội cái mũ miệng xinh xinh óng ánh đến thế? Thầy giáo nói, Hồ Thiên Nga thì hay thật, nhưng thầy muốn các em thích múa theo điệu mà các em nghĩ ra. Mãi nhiều năm sau, Tốt Tô Trăng mới biết tên ông là Bakuishi, và không những ông là người đưa nền múa vũ ba lê tự do vào Nhật Bản, mà còn đặt tên cho nó là Gyugaoka, có nghĩa là đồi tự do. Thêm vào đó, năm ấy ông 50 tuổi, ông muốn dạy Tốt Tô Trăng biết hưởng niềm vui được múa tự do. Chuyện thầy giáo nông nghiệp. Đây là thầy giáo của các em hôm nay, thầy sẽ chỉ bảo cho các em tất cả mọi điều. Với những lời đó, thầy hiệu trưởng giới thiệu một thầy giáo mới. Tốt Tờ Trang nhìn kỹ thầy giáo mới. Đầu tiên, em thấy thầy ăn mặc không giống một thầy giáo chút nào. Ông mặc ở ngoài một cái áo lao động bằng vải bông ngắn có kẻ sọc, bên trong là một cái áo lót, và đáng lẽ phải thắt cà vạt thì ông lại quấn một cái khăn mặt quanh cổ. Quần của thầy bằng vải bông nhuộm chàm, ống chật, chằng chịt những mụn vá. Ông đi dép đế cao su dài có hai lỗ xỏ ngón chân như của những người lao động, đầu đội mũ cũ. Tất cả các học sinh đều tập trung ở cạnh hồ đền Kuhanbutsu. Khi nhìn thấy thầy giáo, Tốt Tịch Trăng nghĩ như đã gặp ông trước rồi. Em tự hỏi, ở đâu nhỉ? Khuôn mặt hiền hậu của ông rám nắng và có nhiều nếp nhăn, thậm chí cả cái điếu nho nhỏ treo lủng lẳng ở cái dải buộc xung quanh hông như cái dây lưng, trông cũng quen quen. Bỗng nhiên em nhớ ra, em hỏi sung sướng, có phải thầy là bác nông dân làm ruộng gần suối không ạ? À? Đúng rồi, thầy vừa trả lời vừa cười, mồm đầy răng, mặt nhăn nheo cả lại. Khi nào đi chơi đến Kuhanbutsu, các cháu đều đi qua chỗ bác, đấy là ruộng của bác, cái thửa ruộng đầy hoa mù tạt ấy mà. Hay quá, hôm nay bác lại là thầy giáo của chúng cháu. Tất cả học sinh đều reo lên phấn khởi. Không không, bác vừa nói vừa xua tay trước mặt. Bác đâu phải là thầy giáo, bác chỉ là nông dân. Thầy hiệu trưởng của các cháu bảo bác đến đây có thế thôi. Từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh bác, thầy hiệu trưởng lúc này mới nói. Đúng, đúng rồi, bác là thầy giáo nông nghiệp của các em. Bác đã đồng ý dạy các em cách làm ruộng, cũng giống như mời ông thợ làm bánh mì dạy cho các em cách làm bánh mì ấy mà. Và rồi quay sang bác nông dân, thầy nói, bây giờ đề nghị bác dạy cho các cháu. Ta bắt đầu thôi. Ở một trường tiểu học bình thường, ai dạy học cũng phải có một số tiêu chuẩn và trình độ giảng dạy. Nhưng ông Kobayashi lại không quan tâm đến những điều như thế. Ông nghĩ điều quan trọng là các em được quan sát những việc làm cụ thể. Thầy giáo nông nghiệp nói, nào, chúng ta bắt đầu. Chỗ các em tập trung ở gần hồ Kuhanbutsu
là một nơi đặc biệt yên tĩnh, một nơi rất thú vị, có những cây bóng mát bao quanh. Thầy hiệu trưởng đã cho chuyển một phần toa xe đến đây để chứa đựng các dụng cụ nông nghiệp của các em như là cuốc, xẻng. Nửa toa xe trông thật hiền lành, sắp xếp khéo léo và nằm ngay giữa khoảng đất các em sẽ tăng gia. Thầy giáo nông nghiệp bảo các em lấy xẻng cuốc ra và bắt đầu làm cỏ. Thầy nói với các em về cỏ dại, chúng mọc khỏe như thế nào, một vài giống lại còn mọc nhanh hơn cây trồng, che hết cả ánh nắng. Cỏ dại là chỗ ẩn náu rất tốt cho các loài sâu có hại, cỏ dại hút hết màu mỡ của đất. Thầy giáo dạy cho các em từng vấn đề một, hết vấn đề này đến vấn đề khác. Và trong khi nói, tay thầy thoăn thoắt nhổ lên từng nắm cỏ. Các em cũng làm theo như thế, rồi thầy dạy các em đánh luống, rải phân và tất cả mọi việc cần làm để cho đồng ruộng được tốt. Miệng nói, tay làm, thầy giảng giải thật cặn kẽ. Một con rắn ngóc đầu lên, suýt nữa đớp vào tay ta chăng. Một học sinh lớn, nhưng thầy giáo nông nghiệp đã cho cậu ta yên tâm. Rắn ở đây không có độc đâu, nếu ta không làm gì chúng, thì chúng cũng không cắn ta. Ngoài việc dạy bảo các em công việc trồng cấy, thầy giáo nông nghiệp còn kể cho các em nhiều điều lý thú về sâu bọ, chim, bướm, về thời tiết và tất cả mọi thứ. Đôi bàn tay đầy chai, khỏe mạnh của ông hình như khẳng định rằng mọi điều ông kể cho các em là do ông tự học hỏi qua kinh nghiệm. Các học sinh đổ mồ hôi lã chả khi trồng trọt xong tử ruộng với sự giúp đỡ của thầy giáo, trừ một vài luống chưa thật đều, thật phẳng ở phiêu. Tử ruộng trông thật đẹp dù nhìn từ phía nào. Từ hôm đó trở đi, các em đều rất quý bác nông dân. Bất cứ khi nào trông thấy bác, dù ở xa, các em cũng reo lên, thầy giáo nông nghiệp của chúng ta. Và lần nào còn thừa lại một ít phân bón, bác cũng mang sang bón cho cả ruộng của các em. Nhờ vậy mà cây trồng mọc rất tốt. Hằng ngày các em chia nhau đi thăm đồng và báo cáo tình hình để thầy hiệu trưởng cùng cả lớp được biết. Dần dần các em cũng hiểu được những điều kỳ lạ và niềm vui sướng khi được trông thấy những hạt giống từ tay các em trồng đã mọc mầm. Mỗi khi hai hay ba em gặp gỡ nhau là y như rằng lại nói chuyện về thử ruộng. Ở trên thế giới, những sự việc ghê gớm đã bắt đầu xảy ra. Nhưng trong khi các em nói chuyện với nhau về mảnh ruộng xinh xinh của mình, các em vẫn được ôm ấp trong vòng tay của hòa bình. Chuyện bếp giả chiến. Một hôm, khi tan học, Toto chăng ra khỏi cổng trường rồi không nói với ai, thậm chí không chào tạm biệt ai. Em đi vội tới nhà ga Giyugaoka, vừa đi vừa lẩm bẩm. Hẻm núi sấm, bếp giả chiến, hẻm núi sấm, bếp giả chiến. Đó là một nhóm từ khó đối với một em gái nhỏ, nhưng cũng không khó bằng tên của một người đàn ông ở trong vở Rakugo hài hước. Tên dài đến nỗi ông ta chết đuối ở giếng trước khi những người đến cứu biết được ông ta là ai. Toto-chan phải tập trung rất căng để nhớ nhóm từ đó. Và nếu ai đứng gần, bỗng nhiên nghe cái tên dài nổi tiếng bắt đầu bằng Zugemu, Zugemu, chắc hẳn lập tức em quên nhóm từ đó ngay. Thậm chí nếu em nói, nào ta bắt đầu, khi em nhảy qua một vũng nước, chỉ thế cũng đủ để em lẫn lộn lung tung. Do đó em đành phải nhẩm đi nhẩm lại. Cũng may không ai nói chuyện với em trên tàu và em cũng cố gắng không phát hiện điều gì thú vị. Do đó em đến ga của mình mà không phải hỏi, cái gì nhỉ? Nhưng khi em ra khỏi ga, một người quen biết làm việc tại đấy bỗng hỏi, thế nào? Đã về rồi đấy à? Em định trả lời nhưng sợ bị nhầm lẫn. Em vội dừng lại ngay và chỉ giơ tay vẫy vẫy ông ta rồi chạy luôn về nhà. Khi em về đến cửa trước, em nói với mẹ thật to, hẻm núi sấm, bếp giả chiến. Lần đầu tiên, mẹ ngỡ là tiếng hô của võ sĩ Sudo hoặc tiếng hô tập trung của 47 Ronin. Nhưng rồi mọi việc đã dần dần được sáng tỏ. Gần nhà ga Todoroki, cách Giyugaoka 3 bến, có một thắng cảnh nổi tiếng tên là Todoroki Keyoku, hẻm núi thần sấm. Đấy là một trong những nơi nổi tiếng nhất của Tokyo cổ. Thắng cảnh có một thác nước, một con suối và một cánh rừng đẹp. Còn về bếp giả chiến thì chắc là học sinh sẽ nấu ăn ở đó. Mẹ cứ ngạc nhiên, vì sao dạy trẻ em câu gì mà khó thế?
Nhưng thật ra trẻ em học dễ vô cùng một khi các em thích thú. Rất mừng là cuối cùng đã thoát được khỏi cái nhóm từ khó nhớ đó. Toto Chan dần dần kể cho mẹ tất cả các chi tiết có liên quan đến chúng. Theo kế hoạch, các em phải tập trung tại trường vào sáng thứ sáu tới. Các em phải mang theo một bát to, một bát ăn cơm, đũa và một chén gạo. Thầy hiệu trưởng nói là sau khi nấu xong sẽ được hai bát cơm đầy. Em nhớ bổ sung chi tiết ấy. Các em cũng sẽ nấu súp thịt lợn, vì thế cũng cần có thịt lợn và rau. Nếu muốn, các em có thể mang thêm một chút gì đó để ăn quà chiều. Mấy ngày sau, Toto Chan cứ bám sát mẹ trong bếp, chăm chú quan sát cách mẹ dùng dao, bắt nồi, xới cơm như thế nào. Quan sát mẹ cách làm việc trong bếp rất thú vị. Nhưng điều Toto Chan thích nhất là cách mẹ thường nói: "Úi chờ, nóng quá!" Rồi vội vàng để ngón tay cái và ngón tay trỏ vào thùy tai mỗi khi bà cầm cái gì đó nóng như cái vung chẳng hạn. Mẹ giải thích là vì thùy tai rất lạnh. Động tác đó gây cho Toto Chan ấn tượng là người lớn thạo nấu nướng. Em tự nhủ, khi nào làm bếp gia chiến ở hẻm núi thần sấm, mình cũng sẽ làm như vậy. Cuối cùng, ngày thứ sáu đã đến. Khi các em tới hẻm núi thần sấm sau lúc xuống tàu, thầy hiệu trưởng theo dõi các em tập trung trong rừng. Các khuôn mặt xinh tươi thân thương của các em ánh lên trong ánh nắng, rọi qua những thân cây cao, lưng đeo ba lô căng phòng. Các em chờ nghe thầy hiệu trưởng nói, trong khi ở phía bên kia, thác nước đổ xuống ầm ầm, tạo thành một nhịp điệu rất hay. Thầy hiệu trưởng bảo, bây giờ, trước hết, các em hãy chia nhau thành nhóm, dựng bếp bằng những hòn gạch các thầy giáo đã mang theo. Sau đó, một vài em có thể vo gạo dưới suối để nấu cơm. Cuối cùng chúng ta sẽ làm món súp thịt. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Thế là các em oẳn tù tì để chia nhóm. Vì chỉ có chừng 50 em, các em chia thành 6 nhóm rất nhanh. Các em đào hố, xung quanh xếp gạch. Sau đó các em bắt ngang các que sắt để đặt các nồi súp, nồi cơm lên. Trong khi một số nhóm làm việc này, thì một số khác đi nhặt củi trong rừng, và một số khác nữa lại đi vo gạo ở suối. Các em tự phân công nhau. Toto Chan xung phong thái rau và phụ trách món súp thịt. Một học sinh nam học hơn Toto Chan 2 lớp cũng được phân công thái rau, nhưng cậu ta làm trông rất vất vả, mũi bóng lên vì mồ hôi. Toto Chan bắt trước mẹ, cắt rất khéo cà chua, khoai tây, hành, cải cúc mẹ các em đã mua thành những miếng vừa miệng. Em cũng tự nguyện đảm nhận cả món nộm. Em thái cà và dưa chuột thật mỏng rồi bóp muối. Thấy các bạn khác lớn tuổi hơn nhưng lóng ngóng hơn, em cũng góp ý cách làm. Em thật sự cảm thấy mình như đã trở thành một người mẹ vậy. Ai ăn món nộm cũng khen ngon. Em chỉ khiêm tốn nói, hi dạ, tôi cũng chỉ cố gắng xem có làm được không đấy thôi. Đến khi xem món súp thịt lợn đã vừa chưa, ai cũng được hỏi ý kiến. Các nhóm cùng reo, ui, được. Và ai nấy đều cười rộ lên. Chim rừng cũng hót ríu rít, hòa vào niềm vui chung. Trong lúc đó, từ các bếp, mùi thơm đã bay tỏa khắp. Từ trước đến nay, đã có em phải vào nấu nướng hoặc đun củi lửa gì đâu. Các em cứ việc ngồi vào bàn ăn, thế thôi. Niềm vui sướng được chính mình đun nấu với tất cả sự lo lắng và thấy sự thay đổi khác nhau khi gia giảm muối, mắm là một điều hoàn toàn mới với các em. Dần dần, công việc của các nhóm đầu bếp đã xong. Thì hiệu trưởng bảo em dọn dẹp một khoảng đất trên bãi cỏ để cả lớp có thể ngồi thành mâm tròn. Trước mỗi nhóm đều có một nồi súp và một nồi cơm. Nhưng Toto Chan lại không đồng ý mang nồi súp của nhóm em đi trước khi em phải làm một động tác mà em đã định trước. Vừa nhấc cái vung nóng ra, em vừa kêu lên một cách khá lúng túng. Ui, nóng quá! Và để các ngón tay của cả hai bàn tay lên thùy tai. Lúc đấy em mới nói, bây giờ các bạn có thể mang nồi súp đi được rồi. Thế là nồi súp được trịnh trọng mang ra chỗ các em ngồi. Ngơ ngác không hiểu việc gì đã xảy ra. Hình như không ai để ý. Tuy nhiên, Toto Chan lại cảm thấy rất bằng lòng. Ai cũng chỉ chăm chăm nhìn vào bát cơm để trước mặt và những thứ trong bát súp nóng. Các học sinh đều đói. Nhưng trước hết, đấy là bữa cơm các em tự nấu lấy. Sau khi các em đã hát bài, ăn phải nhai, nhai, nhai cho kỹ và nói, em sung sướng được tham gia. Rừng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng thác nước đổ ào ào. Hết chương 9.